Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Con đường Giêsu. Một Kitô hữu tuổi đã cao và mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Một hôm, có người đến thăm và nói: Tôi sợ rằng cụ gần đất xa trời rồi. Ông cụ thều thào đáp: Tôi biết chứ, nhưng có gì phải sợ, vì tôi tin là có Chúa cùng đi với tôi. Cuộc sống của người Kitô hữu trên dương thế là hành trình tiến về quê trời. Trên hành trình đó, Đức Giêsu là người dẫn đường. Qua các lời chỉ dạy về những điều phải tránh và những điều nên làm, người đưa họ tới gặp Chúa Cha. Tuy nhiên, nhiều lúc có người lại lãng quên hoặc khước từ lời Đức Giêsu để đi vào con đường của riêng mình, con đường của tiền tài, danh vọng, đam mê và khoái lạc. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ lại lời Đức Giêsu nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Từ đó, chúng ta sẽ quyết tâm không đi lầm đường, không bước lạc lối, nhưng đi trên con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết mở lòng đón nhận lời Ngài và bước theo đường Ngài chỉ vẽ.